Hôm nay cùng tô bức tranh thả diều này với mình nhá. Đầu tiên mình sẽ tô chiếc mũ này màu xanh. Sau đó sẽ tô áo, cổ áo màu xanh này. Tiếp theo mình sẽ tô màu vàng tóc. Con diều này mình sẽ tô màu vàng. Màu tím. Còn bên dưới mình sẽ tô màu nâu. Tô tóc. Váy. Cái này mình sẽ tô màu đỏ. Cây phía sau mình sẽ tô màu xanh đậm. Hoa mình sẽ tô màu đỏ. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.